Bão số 4 với cường độ mạnh đổ bộ trực tiếp vào thành phố Đà Nẵng đã khiến nhiều cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng. Nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả của bão để các cơ sở giáo dục sớm trở lại hoạt động bình thường, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các trường học khẩn trương triển khai khắc phục sau bão. Học sinh tại Đà Nẵng sẽ đi học trở lại từ ngày 29 tháng 9. Theo đó, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các trường, trung tâm ở địa bàn thấp trũng bị ngập lụt hoặc cơ sở vật chất bị ảnh hưởng chưa kịp khắc phục thì báo cáo về sở. Ủy ban nhân dân các quận huyện đề xuất thời gian cho trẻ mầm non, học sinh trung học, học viên đi học trở lại phù hợp với tình hình thực tế. Chủ động linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch dạy học sau bão, đảm bảo chương trình theo khung thời gian năm học, nắm tình hình gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên và trẻ mầm non, học sinh, học viên bị ảnh hưởng nặng do bão để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, đảm bảo việc tổ chức dạy học được tiến hành thuận lợi. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau khi đi sâu vào khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Cảnh báo sau khi bão tan, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250mm, có nơi trên 300mm. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Tiền phương ứng phó bão số 4, bão số 4 đã ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương khu vực Trung Bộ, gây gió cấp 10, giật cấp 14 tại đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm. Đất liền có gió cấp 6, cấp 8, giật cấp 10. Lớn nhất tại Tam Kỳ, Quảng Nam có gió mạnh cấp 9, giật cấp 13. Sau khi đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan, sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Khu vực đồng bằng ven biển Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, có nơi trên 180mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp. Bão gây mưa lớn từ 150 đến 300mm tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Kon Tum. Một số trạm mưa rất lớn như Khe Tre, Thừa Thiên Huế 362mm, Thượng Nhật, Thừa Thiên Huế 344mm, Việt An, Quảng Nam 628mm, An Long, Quảng Nam 372mm, Lý Sơn, Quảng Ngãi 337mm. Người dân vùng chiều cường ở huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi đã trở về nhà sau một đêm sơ tán tránh trú bão số 4. Vui mừng là cảm nhận đầu tiên của nhiều gia đình khi thấy ngôi nhà của mình không bị hư hỏng nhiều. Cuộc sống bình thường đang trở lại với những người dân vùng chiều cường. Làng biển Phước Thiện, những ngôi nhà vẫn an toàn trước chiều cường, sóng lớn của cơn bão số 4. Trở về nhà sau một đêm chạy bão, những người dân ở làng biển này vui mừng, hạnh phúc khi ngôi nhà của mình vẫn bình yên trước sóng dữ. Cuộc sống bắt đầu trở lại bình thường với người dân nơi đây. Vì nhà thì thấy an toàn là tránh hết, mừng. Dạ bà gì bà khi gì giờ lại không còn thứ gì đâu. Về thì thấy nhà cửa rồi nó an toàn hết thì nói chung dân họ mừng. Tuyến kè bê tông kiên cố dài hơn 1,3 km, trải dọc đường bờ biển Phước Thiện và An Cường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, đã thành bức tường chắn sóng, ngăn chặn chiều cường xâm thực. Tuyến kè biển này đã phát huy được hiệu quả rõ rệt trong cơn bão số 4. Mấy năm về là nổi cái dòng gì, bước theo là nho cửa là nó sạp hết, đó là thế nó cũng coi như là khổ. Nhưng mà bây giờ thì về dài là thấy bò con nó phấn khởi, vui vẻ, không có bị thiệt hại cái gì hết. Cùng với biện pháp di rời, sơ tán dân của chính quyền địa phương, thì những công trình kè biển được tỉnh Quảng Ngãi đầu tư xây dựng đang phát huy được hiệu quả, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2022, mặc dù có nhiều khó khăn, nhất là những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra và những vấn đề tồn đọng nhiều năm phải tiếp tục xử lý. Nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là sự đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động giám sát của Quốc hội, công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền đạt gần 85%. Đánh giá cao về những kết quả đạt được trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của Chính phủ và các cơ quan, song các thành viên Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị Chính phủ đánh giá đầy đủ hơn nữa chất lượng, hiệu quả của hoạt động tiếp công dân gắn với việc giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là việc tiếp công dân của Thủ trưởng Cơ quan Hành chính Nhà nước, đồng thời sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo. Cái hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo thì hiện nay thì chưa cập nhật đến các cơ quan dân cử cũng như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nên nó ảnh hưởng rất lớn đến cái công tác theo dõi về chất lượng xử lý cũng như đôn đốc giám sát
cái việc giải quyết khiếu nại tố cáo, thì cái này cũng đề nghị Thanh tra Chính phủ nghiên cứu để có cái khắc phục, và đặc biệt là có sớm có cái giải pháp để kết nối cái hệ thống dữ liệu quốc gia này đối với các cơ quan dân cử cũng như Mặt trận Tổ quốc. Tuy nhiên, tỷ lệ khiếu nại đúng chỉ có 6%. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đề nghị Chính phủ cần có giải pháp để xử lý hiệu quả vấn đề này. Trong 14.000 vụ khiếu nại là có là 82 vụ, 82% 11.000, hơn 11.000 vụ là khiếu nại không đúng. Theo báo cáo là chỉ có 6% là khiếu nại đúng và 10% là khiếu nại có đúng có sai. Cho nên tôi nghĩ rằng mà con số người dân khiếu nại số lượng lớn như thế này, có phải chăng chúng ta suy nghĩ đến cái việc mà là khi người dân đến khiếu nại, nếu mình thấy phù hợp hướng dẫn, còn không là bị hướng dẫn người ta sang tòa hành chính để giải quyết cái đơn khiếu nại của người ta. Bên cạnh đó, Ủy ban Pháp luật cho rằng khiếu nại tố cáo hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường dự báo sẽ tiếp tục gia tăng. Chính vì vậy, đề nghị Chính phủ cần quan tâm bám sát tình hình, quyết liệt chỉ đạo đề ra các nhiệm vụ cụ thể, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan có liên quan để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để xảy ra tình trạng khiếu nại tố cáo phức tạp. Thưa quý vị, cá phi là một loài cá tạp, sinh sản tự nhiên rất nhiều ở các vùng vuông tôm trong tỉnh Cà Mau. Hầu như người nuôi tôm nào cũng ngao ngán trước sự sinh sản nhanh của loài cá này. Do cạnh tranh về thức ăn với tôm nuôi, thế nên nhiều người đã tìm cách diệt loài cá này. Vâng ạ, thế nhưng nhờ sự sáng tạo khéo léo của những người dân miền Tây, ngày nay thì con cá phi đã được nâng tầm giá trị khi được chế biến thành món ngon, hấp dẫn và bán được giá trên thị trường. Đã từ lâu, con cá phi đối với một số vùng nuôi tôm được xem là phụ phẩm, thậm chí là phế phẩm. Người dân thường tìm cách thuốc cá hoặc thả lưới để bắt cá bán cá mồi cho những hộ nuôi cá sấu, nuôi cá trình, cá bống tượng với giá khoảng từ 5 đến 7 ngàn đồng mỗi kg. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ở huyện Cái Nước, Cà Mau, con cá phi được các chị em phụ nữ tận dụng để làm ra những món chả cá thơm ngon, mang lại giá trị kinh tế cao, thậm chí còn hơn thu nhập từ con tôm. Để có được những món chả, thì cá phi phải trải qua rất nhiều công đoạn khéo léo từ tay các chị em phụ nữ ở ấp Cái Hàng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Mỗi ngày, 9 chị em trong tổ hợp tác làm chả cá phi tập trung lại nhà của người có nhiều cá phi, mỗi người mỗi việc. Trong một buổi, cá phi đã được các chị chế biến thành những sản phẩm có giá trị hơn 90.000 đồng một kg bán ra trên thị trường. Nói chung là cái mô hình chả cá phi này xuất phát từ khi chuyển dịch nuôi tôm. Trong vuông thì có nhiều cá phi, rồi mỗi lần thuốc thì bán rất là rẻ, nên là từ đó thì chị em thấy gì lấy cá đó để làm chả ăn. Mới ban đầu thì ăn nói chung là trong gia đình, rồi phổ biến ra xài đám, rồi từ đó rồi nói chung là mọi người yêu thấy ăn cái món đó là nói chung là thích ngon, rồi phát huy chị em phát huy mặn ra để bán xài đám. Trung bình 1 kg cá phi thì làm được 4 kg chả cá. Mỗi người làm chả cá thu nhập được gần 100.000 đồng mỗi ngày. Đặc biệt là những chị em nào có cá phi của vuông nhà thì có thu nhập cao hơn nhờ tận dụng được nguồn cá phi sẵn có để làm chả. Chị em tận dụng được thời gian nhàn rỗi của mình cũng như là tận dụng được những cái nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương. Thì con cá phi là con cá tạp trong vuông, nhưng mà chị em có thể tạo ra được những cái sản phẩm vừa là đáp ứng được thị hiếu của thị trường, vừa là để giải quyết việc làm cho chị em. Thì mỗi một chị vậy khi tham gia cái mô hình làm chả cá phi thì thu nhập của một chị, ví dụ mà làm cả ngày thì các chị có thu nhập từ 70 cho đến 150 ngàn tùy theo cái lượng chả mà khách hàng đặt. Từ loài cá tạp trong vuông tôm, cá phi đã được các chị em phụ nữ huyện Cái Nước nâng lên giá trị mới, mở ra hướng làm kinh tế tại nhà cho rất nhiều các chị em phụ nữ nhàn rỗi tại các vùng nông thôn như hiện nay.